Tập tầm nhớ một chút về vấn đề như thế này. Đất nước Ấn Độ cổ ngày xưa nó bao hàm ít nhất là 5 quốc gia bây giờ cộng lại. Thứ nhất là đất nước Nepal, đúng không? Nhưng mà Nepal ngày nay là một quốc gia riêng biệt. Nepal ngày nay là quốc gia riêng biệt, có cờ riêng, có thủ tướng riêng, có tổng thống riêng, có chính phủ riêng hết. Mà đi tới quốc gia đó cũng phải là visa. Đất nước thứ hai mà cũng thuộc đất nước đồ cổ ngày xưa là Pakistan. Đất nước thứ tư là Afghanistan. Nên các tăng ni sinh chúng ta nhớ có hai cái tượng Phật nổi tiếng ở trên thế giới và được tạc khắc vào nổi tiếng di sản văn hóa của thế giới. Mà sau đó những cái nhóm cực đoan Hồi giáo họ bắn, họ phá, thế giới cũng không làm gì được họ, rất là thương tiếc. Đó, hai cái tượng Phật lớn Afghanistan và Pakistan, hai quốc gia đó ngày xưa cũng thuộc đất nước Ấn Độ. Và trong thế kỷ thứ 19, thế kỷ 20 về sau này, khi anh đất nước thực dân Anh họ đô hộ đất nước Ấn Độ, rồi họ có tìm cách họ chia để trị, nên họ mới chia quốc gia, các quốc gia đã thành những quốc gia riêng. Bangladesh ngày xưa các quốc gia cũng là được cũng thuộc đất nước Ấn Độ ngày xưa. Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Nepal, đấy, một vài cái quốc gia đó là thuộc Ấn Độ ngày xưa. Mà nếu mà ngày nay đất nước Ấn Độ ngày xưa mà bao hàm tất cả quốc gia đó thì đất nước nó mênh mông. Trên quả địa cầu, các tăng ni sinh chúng ta học cố gắng khi mà lâu lâu mình nhìn lên cái bản đồ thế giới, hay nhìn lên bản đồ của Việt Nam, hay nhìn lên bản đồ đất nước Ấn Độ, đặc biệt là khi mình cũng có khái quát mình đang sống trên cái trái đất này, cái thế giới ta mà thấy trái đất này là một hình tròn. Thế trên trái đất này, trên hình tròn đó, nó có khoảng chừng 200 trên dưới 215 quốc gia. Có quốc gia đông nhất là Trung Quốc, đông dân nhất là bao nhiêu, dân số bao nhiêu? 1.400.000.000 người, phải không? Quốc gia đông dân thứ hai là quốc gia nào? Đất nước Ấn Độ, trên 1.300.000.000 người. Quốc gia thứ ba là dân số đông thứ ba thế giới là quốc gia gì? Đó là quốc gia Mỹ, đất nước Mỹ. Hiện nay khoảng chừng là 360.000.000 người. Quốc gia mà đứng hàng thứ tư thế giới dân số đông nhất thế giới là nước nào? Đó là một trong 10 nước Đông Nam Á của mình, nước Indonesia. Indonesia có dân số bữa nay là khoảng chừng 200 gần khoảng chừng 250.000.000 người. Rồi tới những cái quốc gia nó có dân số trên 100.000.000 người. Dân số Việt Nam mình hiện nay sắp xỉ gần 100.000.000 người. Thì Việt Nam được xếp hạng khoảng chừng 10, đứng thứ 15 dân số đông trên thế giới, trong tầm đó. Rồi có nhiều quốc gia thì họ chưa được 1.000.000 người. Có nhiều quốc gia có mấy chục ngàn người. Mà cộng hết tất cả các quốc gia đó là thì trên quả địa cầu của mình hiện nay là có khoảng chừng là 220 quốc gia. Nó tùy theo cái cách. Đó là có nhiều quốc gia nó thuộc vấn đề. Nghe nó một trong những vấn đề mà nóng bỏng nhất hiện nay là vấn đề Đài Loan. Người ta cũng chưa công nhận quốc gia Đài Loan độc lập mà thuộc trực thuộc đất nước Trung Quốc. Hay là Hồng Kông, là mình nói Hồng Kông là có phải là đất nước độc lập không? Có quốc gia không? Không phải, nó là thuộc đất nước Trung Quốc. Hay là Macau cũng thuộc đất nước Trung Quốc. Thậm chí là Tây Tạng. Tây Tạng ngày xưa là quốc gia độc lập, nhưng mà ngày nay nó là khu tự trị thuộc đất nước Trung Quốc. Đấy, những cái vùng đó thuộc cái mà khi mà mình học thì mình mới chịu khó mà để ý trên nhìn trên bản đồ thế giới, hay nhìn lại bản đồ của Việt Nam, hay nhìn đất nước Ấn Độ, mình cắt phân bố nhiều. Như chẳng hạn mình thấy quốc gia của Singapore là quốc gia rất là giàu có, cũng đứng hàng top đầu tiên, vị trí số 1 của 10 quốc gia Đông Nam Á, nhưng mà có bao nhiêu triệu dân? 6.000.000 dân, ít hơn dân số thành phố Hồ Chí Minh nhiều lắm, ít hơn dân số của thủ đô Hà Nội, là cái nhiều quốc gia. Nên khi mình học về cái khái quát về lịch sử Ấn Độ, mình nếu mà mình nắm được cái cục diện một chút thì kiến thức mình học rồi mình sẽ có cái kiến thức nó rất là rộng. Thay vì mình chỉ đọc EA trên vấn đề một chút xíu về đạo Phật, Đức Phật sinh ra đất nước Ấn Độ rồi chút này chút kia thì cái kiến thức mình sẽ bị giới hạn. Nhưng mà các tăng ni sinh chịu khó mà học một chút, đọc một chút thì mình thấy cái kiến thức mình nó sẽ mở rộng ra và rất là cụ thể. Nếu không thì mình tránh cái chủ nghĩa vùng miền. Một chút xíu nữa khi mà đi về vấn đề mà đạo Phật cụ thể thì có thể sẽ đề cập tới vấn đề đạo thì có thể sẽ
giới thiệu đó cho các tăng đệ sinh chúng ta nắm. Thế giờ thầy đọc bài thứ nhất là Đạo Phật. Bài này là căn cứ vào những cái tài liệu của Hòa Thượng Thích Tuyền Hoa mà thầy đã in ra. Mọi khi các cái trường trước khi giờ học hay là thầy sẽ in trước để phát ra các tăng đệ sinh, bởi vì học online nên không có phát được. Mà thầy đã giới thiệu tài liệu hết rồi, các tăng đệ sinh vào đó chúng ta lấy. Chẳng hạn như chúng ta lấy cái bài Đạo Phật ở trong cái phần học căn bản nha. Đây là trong giáo trình cơ bản mới nhất hiện nay. Lấy cái tài liệu ở trong của Hòa Thượng Thích Tuyền Hoa, hay ngoài ra là tài liệu chương trình Phật học hàm thụ của Ban Giáo dục Trung ương cũng biên soạn, hay là Đức Phật và Phật Pháp của Đại Đức Na 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 giáo sư Phương Lan mà giảng dạy, hay là những cái kiến thức Phật học của thầy Hòa Thượng Cố Hòa Thượng Thích Chân Thiện, là những cái kiến thức tất cả của thầy có giới thiệu tới 5-6 cuốn sách để tài liệu được các tăng đệ sinh tham khảo để mà học cái môn Phật học, Phật pháp căn bản này. Bài thứ nhất là bài Đạo Phật. Phải đọc một chút cái phần mở đầu của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Đức Phật ra đời vì một sự nhân duyên lớn, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Người đời thường nói một cách hời hợt cho qua chuyện, đạo nào cũng là tốt. Lời nói ấy hoặc là vì sở giao để nói cho vui lòng khách, hoặc là vì chưa rõ về bề mặt của các đạo giáo như thế nào nên mới nói ra như thế. Thật ra về mục đích thì đạo nào cũng có giá trị của nó, chẳng qua chỉ hơn nhau về từng bậc cao thấp mà thôi. Nhưng mục đích dù sao thì cũng chưa đủ. Điều quan trọng là làm sao thực hiện được mục đích ấy và đem lại mục đích rộng lớn cho đời. Thử hỏi nếu đạo nào cũng giá trị như nhau thì sao trước đây 2500 về trước, trong lúc xứ Ấn Độ đã có 94 thứ đạo rồi, mà Đức Phật Thích Ca còn giáng sanh còn thiết làm gì nữa? Đó là cái lời mở đầu của Hòa Thượng Thích Tuyền Hoa trong cái bài Đạo Phật. Về sau bây giờ thì có thể là các tăng nhân sinh cũng còn trẻ, cũng chưa học được nhiều. Nhưng mà sau này người ta nói chẳng hạn trong đó đạo nào cũng là tốt. Nhưng mà các tăng nhân sinh, mình không phải là mình là người con Phật, mình học Phật thì mình nói đạo mình là nhất. Mình nói cái gì phải có minh chứng đàng hoàng. Còn trong cái đó các tăng nhân sinh sau này học và nghiên cứu. Ví dụ như giả sử hiện nay là cái hệ thống mà ví dụ Thiên Chúa giáo, Thiên Chúa giáo các tăng nhân sinh có biết bao gồm nhiều hệ thống đó chứ không phải là riêng, và dân số của Thiên Chúa giáo cộng lại tất cả tôn giáo đó thì là dân số đông nhất thế giới. Chẳng hạn Thiên giáo bao gồm là Thiên Chúa giáo này, Tin Lành giáo này, Chính Thống giáo này, Anh giáo này, rồi nhiều cái tôn giáo, nhiều gọi là các nơi gọi là Cơ Đốc, có nơi là Công giáo, có nơi là Thiên Chúa giáo, cộng thêm cái hệ thống là Tin Lành giáo này. Tin Lành giáo là phổ biến nhất ở bên nước Mỹ, Chính Thống giáo này ở bên Liên Xô này, ở bên Anh Quốc, cái nào Anh giáo rồi, nhiều hệ thống cộng hết lại thì mới là thuộc cái Thiên Chúa giáo. Rồi Hòa giáo, thế thì sau này các tăng ni sinh lớn rồi có thời gian nghiên cứu lên vào, bây giờ mình đang học cái lớp gọi là sơ cấp hay là lớp trung cấp Phật học, thế sau này mình học vào những cái lớp mà cao đẳng, hay là mình học lớp hấp cử nhân, hay là mình học vào các cái chương trình thạc sĩ tiến sĩ, thì cái tầm nhìn của mình đó, nó nghiên cứu mình nó phải khác đi. Mình đọc cái lịch sử truyền bá của Thiên Chúa giáo như thế nào, rồi truyền bá của sự xuất hiện của Hòa giáo truyền bá như thế nào, hay là trước đó những cái hệ thống tôn giáo như là các cái tôn giáo về Do Thái giáo như thế nào đó. Cái sự truyền bá, sự xuất hiện của họ. Nên mình không phải mình là người Phật, mình nói người ta nói đạo nào cũng là tốt, đạo nào cũng dạy con người láng ác làm lành, nhưng mà người nào mà có nghiên cứu cụ thể, đọc vô từng các tôn giáo khác, chúng ta thấy cái sự truyền bá của họ như thế nào. Có nhiều khi là truyền bá bằng tấm gương, quyền khi là truyền bá bằng máu và nước mắt. Hiện nay có một cái tổ chức mà gọi là Hồi giáo cực đoan, là tên là gì? IS. Khủng khiếp lắm. Đi tới đâu mà thường chúng ta thì sống, người ta thì chết. Theo ta thì được sống, còn khủng bố giết. Tôi nhớ này, bao nhiêu quốc gia rồi, Mỹ, Anh, Đức, Trung Quốc cùng hợp lại đánh miết mà cũng không tiêu diệt được cái tổ chức cực Hồi giáo cực đoan này. Khủng khiếp lắm. Rồi cái sự truyền bá của các tôn giáo khác thì các tăng nhân sinh chúng ta để ý. Nhưng mà riêng cái Phật giáo mình không phải là người con Phật thì mình đề cao Phật giáo, nhưng mà nó rõ ràng như thế. Cái điều kiện cần và yếu trước mắt muốn trở thành một người Phật tử là mình làm gì? Hay là mình nói cái giới đầu tiên mà người con Phật phải giữ gìn là giới gì? Giới thứ nhất là không sát sanh. Cho nên chính cái điều này thì Phật giáo mà khi truyền bá tới đâu thì không bao giờ để mà đánh người, mà giết người, bắt họ theo mình hết.
Đấy. Cho nên chính vì vậy mà về sau á, người ta mới lấy cái ngày lễ Vesak là cái lễ của Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc là cái tổ chức lớn nhất trên thế giới, người ta chấp nhận Phật giáo tôn nhất. Ở trên thế giới này có là khoảng chừng là trên 200 quốc gia, mà hiện nay cái tổ chức Liên Hợp Quốc này là khoảng chừng 200 quốc gia tham dự trong đó rồi. Tất cả đều là thành viên mà họ công nhận Phật giáo là cái tôn giáo của thế giới. Bởi người ta bình chọn Phật giáo là đó, giáo lý của từ bi, của trí tuệ, của bác ái, của nhân ái, truyền bá tới đâu là bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, không có giết người, không có cướp của, không có ép buộc, mà một cách rất là tốt. Giáo lý đó là Phật nó phổ biến thế nào để người ta bình chọn. Nên cái bài đầu tiên của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đề cập lên đó là đạo nào cũng là tốt. Thì cái lời nói ấy hạt vì xã giao để cho vui lòng khác, cái khi mà nghiên cứu thì khác. Các tăng nhân sinh chúng ta để ý cái điều này. Cho nên trước thời mà Đức Phật đi khi mà Ngài chưa có Phật giáo, đạo Phật xuất hiện, thì lúc bây giờ đã có gần 100 đạo giáo đã xuất hiện đất nước Ấn Độ. Cho nên Đức Phật đã đi tìm hiểu các cái tôn giáo đó và dạy nghiên cứu. Đến ngày cuối cùng Ngài nhìn nhận rằng là tất cả những tôn giáo đó, những cái đạo giáo đó, nó không có đáp ứng được cái nhu cầu của Ngài. Mà đất nước Ấn Độ họ thờ đủ thứ đạo. Cho nên đất nước Ấn Độ gọi là mê tín thì rất là mê tín, nhưng mà phải nói về tâm linh thì họ số 1. Cho nên quý thầy cũng có cái duyên ở bên Ấn Độ gần cả chục năm, 10 năm, gần cả 10 năm học ở bên đất nước Ấn Độ. Cho nên quý thầy tiếp cận nhiều Ấn Độ, người ta đánh giá Ấn Độ thế nào cũng trúng, mà thế nào cũng là trúng, mà thế nào cũng là thật. Chẳng hạn ta nói Ấn Độ thì đẹp lắm, người Ấn Độ đẹp lắm thì cũng rất là trúng. Người Ấn Độ là một trong những người mà người thanh niên, người nữ rồi xác suất thiêu hậu thì họ cũng đạt mức độ rất là cao. Nhưng mà cái nhiều người họ qua Ấn Độ đi phân tích họ về rồi cái họ nói đất nước Ấn Độ là người họ xấu xí lắm, nghèo khổ lắm thì cũng trúng. Người Ấn Độ là phần lớn bây giờ là dân nghèo rất là nhiều, họ đen đuôi, họ xấu xí cũng rất là trúng. Nên đánh giá vào đất Ấn Độ thì giống như gọi là người thầy bói xem voi vậy, người ta nói thế nào cũng là trúng, thế nào cũng trật. Ví dụ chẳng hạn như ngày trước của thầy ở tại nơi thủ đô, ở tại nơi Delhi thì ở trường đại học thì thầy ở thì cái nơi đó Old Delhi, bây giờ họ thành lập cái thủ đô New Delhi, là Delhi cũ và Delhi mới. Thì quý thầy học là ngày trước ở những cái phố thị đó gọi là Old Delhi, thì trường đại học được thành lập ở đó. Còn cái New Delhi đó ngày nay thành lập ra ở nơi đó các cái tòa nhà quốc hội, tòa nhà chính phủ, các cái tổng thống của Ấn Độ ở nơi đó gọi là New Delhi. Thì ở nơi đó cũng chỉ cần mà đánh giá Delhi không là rất là khó. Delhi ở ví dụ mùa đông nó rất là lạnh, ai ở đó biết. Thì nhiều người họ qua trúng mùa đông nó đất nước Ấn Độ lạnh lắm, thế họ nó cũng trúng. Rồi nếu mà họ qua mà tới cái mùa hè của đất nước Ấn Độ tại Delhi thôi chứ chưa nói về những cái nơi khác, thì họ qua vào cái mùa hè mà đất nước Ấn Độ tại thủ đô New Delhi hay là những khu vực Delhi đó, thì nhiều khi trên đường phố mình nhiệt độ nó có thể nó lên tới 40 mấy, gần 50 độ C, thì tới mức độ nhiều khi cái nhựa đường nó phải chảy ra. Đã lấy một quả trứng gà ta đập ra ta bỏ trên đường thì có thể là nó chiên trứng và rán trứng trên đường ăn được. Đó là sự thật chứ mình không phải là không ai nó dốc nó nổi hết. Và mùa đông nó thì lạnh xuống, nó lạnh mà nó kéo theo cái gió của sa mạc Thạc. Delhi nó gần với sa mạc Thạc, sa mạc Gobi. Còn sa mạc còn Sahara thì nó thuộc cái bên châu Phi và khác nữa. Ông ngài cái ý kiến gì sao bạch ông? Ông tắt mic thì đó, dạ, để cho tăng ni sinh học. Dạ, ông ngài tắt mic nha. Thế thì là đánh giá về cái đất nước Ấn Độ thôi thì cũng đã nhiều người. Ta đi qua Ấn Độ giống như người thầy bói xem voi vậy, người ta sờ trúng cái ngòi con voi, người ta báo sao? Thì ra con voi nó xun xun như con đĩa. Người ta nói nó trúng không phải là sai, nhưng mà tổng thể con voi là nó trật. Người ta sờ cái con voi mà trúng cái chân con voi, ông thầy bói nói, thì ra con voi là nó giống cái cây cột điện. Cái ông thầy bói cái ông sờ trúng cái đuôi con voi, nó con voi thì nó giống như cái cây chậu trà thế này kia. Ông nói thầy ông nói trúng. Cũng giống như cái người đến nước Ấn Độ mà vào cái mùa nắng, thực ra Ấn Độ nóng khủng khiếp. Nhưng mà đâu biết cái tiểu bang Himacho của đất nước Ấn Độ mà nơi chỗ ngài Đạt Lai Lạt Ma Dharamsala rồi đó, những khu vực và đồi núi Himacho thuộc dãy Hima Lạp Sơn, thì đất nước Ấn Độ những cơ đó thì tuyết phủ quanh năm, rất là mát. Và cho nên người ta đánh giá chỉ một phần thôi. Ấn Độ giàu có thì cũng rất là trúng, trình độ Ấn Độ rất là giàu có, rất là nổi tiếng,
thì cũng trúng, nhưng mà tiếp cận những cái vùng mà dân cư, những cái nơi khổ cực của đất nước Ấn Độ thì là đất nước Ấn Độ rất là khổ, người ta nói thế nào cũng là trúng, nhưng mà tổng thể nó là trật hết. Thì về học về đạo Phật đó, học về đất nước Ấn Độ, học về đạo Phật thì chúng ta cũng nên nắm những kiến thức cơ bản về đất nước Ấn Độ thì chúng ta học nó sẽ tốt hơn. Nếu mà ta học chung chung về trên cái bệnh viện người ta ghi thế nào học ở đó thì cái sự hiểu biết mình cũng sẽ bị hạn chế nhiều. Tiếp trong cái bài thứ nhất về đạo Phật của Hòa Thượng Thích Trân Hoa có ghi, thì chẳng qua các cái đạo giáo tuy nhiều nhưng mà chưa được toàn trong thiện mỹ, trên Đức Phật mới ứng thân thị hiện dạy cho chúng sanh được cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngõ hầu giải thoát khỏi sanh tử luân hồi và đạt được tự tại vô ngại như Phật. Cho nên kinh Pháp Hoa mới ghi chép rằng vì một sự nhân duyên lớn mà Đức Phật xuất hiện ra đời. Nhân duyên ấy là gì? Chính là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, thì để cho chúng sanh được nhờ đó mà đổi mê ra ngộ, thấy rõ tỏ tâm, thấy được cái tâm tánh của mình mà tỏ ngộ, mới vượt cái cuộc sống khỏi sống chết để mà lìa khổ được vui. Đó là cái phần mở đầu của bài học thứ nhất mà Phố Hội Thượng Thích Thực Hoa đã ghi, các tăng nhân sinh có thể tham khảo cái tài liệu trong đó. Gia đình ở đây ngài dẫn một cái bộ kinh rất là nổi tiếng của trong Phật giáo là kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, mở đầu của phẩm thứ nhất trong đó thì ngài dạy rằng Đức Phật dạy tất cả chư Phật Bồ Tát hay tất cả các vị thánh trong Phật giáo, Đức Phật xuất hiện ra đời thì chỉ có một cái mục đích duy nhất, đó là chỉ bày tri kiến Phật của chúng sanh để trong mọi người, để cho làm sao mọi người họ thấy được cái đó, bắt đầu mới tu tập, mới tìm về, mới trở về cái bản tánh giác ngộ ở nơi chính mình. Nên cái lời đầu tiên đó mà ở tại nơi cổ Bồ Đề Tràng, sau khi Đức Phật trải qua 7-6 năm tu tập khổ hạnh, rồi ngày qua trải qua 7-49 ở dưới cội Bồ Đề, khi mà trong đêm bình minh ánh sao mai mà ngài vừa mọc lên đó, lúc đó ngài vừa giác ngộ thì ngài thốt lên rằng, một trong những câu một của ngài đã thốt lên trong cái lúc mà ngài tu tập để chứng ngộ, ngài đã nhận ra rằng không ngờ tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Và mục đích của chư Phật Bồ Tát là làm sao để mà khai thị chỉ bày được cái Phật tánh cho chúng sanh. Ai trong người của mình cũng có cái Phật tánh, nhưng mà ai trong người mình cũng có phiền não khổ đau. Khi nào mình phát huy được những cái trí tuệ, những cái đức tánh từ bi hỷ xả tốt đẹp của Phật tánh đó thì nó sẽ hóa giải được những tham sân si phiền não kia. Thì cái đó được gọi là những cái gì đó mà nói theo ngôn ngữ của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, ngài gọi là hoa và rác. Hoa là tượng trưng cho những gì tốt đẹp của cuộc đời này, như là từ bi, là trí tuệ, là bác ái, là yêu thương, là san sẻ, là giúp người, là nhẫn nhục, là trí tuệ, tất cả những gì tốt đẹp. Còn cái rác đó là những cái phiền não của mình, là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, là ác kiến, tà kiến, nghi kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, cố chấp của mình. Mà một khi mình phát triển được trí tuệ, từ bi, tất cả những đức tánh nhẫn nhục tốt đẹp mình thì nó hóa giải được những cái tham sân si tập bố kia. Cũng giống như là mình phát triển những cái bông hoa tốt đẹp, rồi mình từ có đó để mình chuyển hóa những cái rác đến bẩn thỉu để nó trở thành bông hoa cái trí tuệ bát nhã. Đó là cái phần mở đời về của ngài Hòa Thượng Thích Trần Hoa ngày về. Bước qua cái phần thứ nhất, đạo Phật là gì, định nghĩa, thì cái phần lớn cái này các tăng ni sinh chúng ta cũng ít nhiều cũng có đọc qua hết rồi, phải không ạ? Khi vô chùa rồi thì những bài đạo Phật cơ bản như thế này thì phần lớn các tăng ni sinh, các chú tiểu, các chú thầy, các chú ở chùa phần lớn đều được học được, ít nhiều một lần đã đọc qua. Đạo có nghĩa là gì? Đạo ở đây được chia là đạo có ba cái nghĩa chính. Đạo là con đường. Cái thứ hai là đạo là bổn phận. Và thứ ba đó là đạo là lý tánh tuyệt đối. Tăng ni sinh ở chúng ta tắt cái mic này hả còn. Đạo là gì? Đạo có ba cái nghĩa chính. Đạo là con đường. Thứ hai là đạo là bổn phận. Và thứ ba là đạo là lý tánh tuyệt đối. Các tăng ni sinh khi hỏi này, người học thứ nhất là đạo Phật, thấy cái từ đầu tiên là họ chữ đạo, đạo là gì, thì các tăng ni sinh chúng ta cố gắng ghi nhớ ít nhất đạo nó có ba cái nghĩa chính như thế. Nghĩa cao nhất là đạo là lý tánh tuyệt đối. Đạo thứ nhất là đạo con đường. Đạo con đường là cái gì?
Đạo là con đường là như người ta thường dùng trong những từ như là nhân đạo. À, nhân đạo mà muốn mà tu về để mà tái sinh làm con người đó, thì theo lời Đức Phật dạy và các chư Phật Bồ Tát, các thánh nhân dạy, muốn mà tái sinh làm người đó, thì mình tu con đường nhân đạo. Nhân là người, đạo là người. Mình muốn tái sinh làm người đó, thì thông thường mình giữ những giới cơ bản có 5 giới. Đó là gì? Là cố gắng là không có sát hại giết người, không sát hại sinh vật. Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba là không có tà dâm. Thứ tư là không có nói gió nói lửa được đó, chiều này kia. Thứ năm là không có dùng chất say xỉn, xì ke, ma túy, rượu chè. Đó là 5 yếu tố cơ bản để mình tái sinh trong cái cõi người, gọi là nhân đạo. Tu theo nhân đạo tức là cố gắng là giữ gìn trong cái tương đối, cái khả năng về 5 giới cống của nhà Phật. Là người Phật tử thì thông thường họ nhớ để trở thành quy tam bảo, là quy Phật, quy Pháp Tăng và họ trì năm quy giới. Đó là con đường nhân đạo. Cái thứ hai là con đường thiên đạo. Thiên đạo là tu tập lên các cái hành tinh, các cái thiên hà, các hồn vũ. Mà ngày nay người ta, ngày xưa là cái vấn đề mà người ta nói chư thiên hay nhân đạo rồi gì, thiên đạo rồi nó viễn vông. Nhưng mà bây giờ là cái bây giờ bên Mỹ là cái quốc gia với nhiều cái quốc gia khác như là Liên Xô, như là Trung Quốc, bây giờ họ đưa lên các cái thiên hà, các hòn vũ, người ta sống bình thường, họ thành lập những cái vũ trụ trên không gian rồi, họ đưa con người tới 100. Bên Mỹ đã mở ra cái dịch vụ mà đi du lịch ở trên các hành tinh khác rồi đó. Các tăng lên sinh đầu nếu muốn đi du lịch thì chuẩn bị trong túi mình khoảng chừng vài trăm nghìn đô la là đi được. Đăng ký đi, nay nó đi đăng ký được, có nhiều người đã bên tỷ phú bên Mỹ người ta đã đi du lịch được rồi. Không có đi du lịch Sài Gòn, Hà Nội hay bên nước Mỹ hay đi bên Đài Loan, bên Nhật Bản rồi Anh Đào rồi Trung Quốc rồi nữa. Mà bây giờ là đi du lịch tới các hành tinh khác rồi mà trời. Và cái điều này là đã có rồi, có bán vé rồi. Bên Mỹ là có những cái nhà tỷ phú ta đi cho rồi. Ông gì ông tỷ phú Tesla, ông cái giàu nhất hiện tại hiện nay. Tài khoản của ông ta là bữa nay trên 200 tỷ đô la. Ông mở ra cái xe điện Tesla mà đi ra cái dịch vụ, mở cái dịch vụ du lịch bên các ngoài không gian đi chơi, bên các hành tinh trời. Tennyson giờ có nắm được cái tiếng, có bao giờ nghe như thế không? Đây là thầy nói cái điều này là thông tin là tại vì báo đài ghi thực tế hàng ngày, chứ không phải là thầy nói chuyện viễn vông nha. Đi du lịch bên nước ngoài, đi du lịch tới các cái hành tinh khác rồi. Đi lên mặt trăng, đi lên mà sau đó đi ra ngoài không gian du lịch đã có rồi. Và người ta đã có đi du hành vũ trụ họ bán rồi. Cố gắng mà có khoảng chừng là 200-300 nghìn đô la là đi được. Không phải 200-300 nghìn tiền Việt mình là mua được có trà, có kẹo uống cho vui thôi, chẳng làm gì. Đúng không? Đấy. Và các cái thiên hà, các hòn vũ khác mà Đức Phật dạy là tam thiên đại thiên thế giới. Nên mỗi một buổi tối là các tăng ni sinh em quý thầy quý cô mình lên đảnh lễ, trí tâm đảnh lễ, đoạn hư không, biến pháp giới, à, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật tôn pháp hiện thánh tăng thường trụ tâm bảo, đánh bo một cái lại xuống. Các bạn không? Thế thì sao? Đoạn hư không, thế giới là vô cùng không gian, vô cùng vô tận. Bây giờ con người, người thế gian thôi cũng đã phát hiện là tám hằng hà sa số, các cái thiên hà, các hồ vũ này. Đó con đường đó mình tạm thời, khoa học bây giờ phát triển tới đó mình tạm gọi là con đường của thiên đạo. Mà thiên đạo Đức Phật dạy để mà tu tập theo con đường này thì thông thường có cái bản kinh thập thiện. Kinh thập thiện ai dạy? Học được khó nào, lớp nào, buổi nào nhỉ? Học được buổi rồi phải không? Kinh thập thiện đó, thằng giải hả? Ai đã dạy về kinh thập thiện là con đường, đó là con đường tam thời, là con đường thiên đạo, đó là mình giữ gìn 10 cái giới, thân tam khẩu tứ ý tam, à, thân tam khẩu tứ ý tam, thân là có 3, sắc đạo giao, khẩu có 4, không có 4 là không, nó không có nói nhói, nói lời đưa chiều, không có nói lời sai sự thật, không có lên án, không có nói chiêu dịch này kia, khẩu thì có. Đó, 4 ý của ta, ý là 3 là tham sân si. Cố gắng mình tu tập tập theo cái con đường thập thiện đó thì mình sẽ có sinh về những cái thiên hà, những hòn vũ, những cái này cái kia rất là nhiều. Mà tu tập lên nữa thì bắt đầu mới có những có những cái con đường mà lên tới cõi thánh trong thập pháp giới. Các tay mình xin thấy cái thập pháp giới là cái bản đồ thập pháp giới, thì thấp nhất là cảnh giới gì? Cảnh giới của địa ngục.
Lên cảnh giới thứ hai đó là cảnh giới gì? Cảnh giới ngạ quỷ. Lên cảnh giới thứ ba là cảnh giới của súc sinh. Lên cảnh giới thứ tư thì được gọi là cảnh giới của con người. Lên cảnh giới thứ năm đó là cảnh giới của Atula. Vào lên cảnh giới thứ sáu là cảnh giới của thiên đàng, của các cái thiên hà, các hòn vũ, cảnh giới của chư thiên. Và trong các kinh điển mô tả trời, đao loại trời, tứ thiên phương trời, tam thập và tam thiên đủ thứ các từng trời trong kinh Địa Tạng đấy. Rồi mới lên nữa cảnh giới thứ bảy là cảnh giới của thinh văn. Lên nữa cảnh giới thứ bảy thứ tám thinh văn là cái duyên giác bất chi. Rồi bắt đầu lên được cảnh giới thứ chín là cảnh giới của Bồ Tát. Lên cảnh giới cao nhất là cảnh giới của gì? Của chư Phật. Chư Phật mình phải biết rằng hằng hà sa số chư Phật, chứ không phải là riêng cái Đức Phật bổn sư không. Đó là con đường, đó là con đường gọi là chữ đạo. Cái đạo là thứ nhất là đạo là con đường. Đường nó như người ta bảo đó là nhân đạo, là thiên đạo, đường địa ngục. Địa ngục là muốn và đi địa ngục là đi con đường nào? Đường đi địa ngục rất là dễ. Giết người, giết cha, giết mẹ, giết hại Phật, là làm tâm Phật, là cháy máu, rồi này kia. Giết hại A-la-hán, rồi này kia. Để tạo những tội ngũ nghịch, để tạo những cái vấn đề mà phá phách quốc gia, giết hại đốt chùa, đốt tiền, đốt tôn giáo, giết người, giết chùa, tất cả những cái đường đó tai hại cũng biết đó là con đường đi vào cảnh giới khổ đau của địa ngục, cảnh giới của nhà quỷ đó, có lần gọi là địa ngục đạo, rồi nhà quỷ đạo. Nhà quỷ đạo là tham lam, bổn sẻn, keo kiết, đi vào con đường đó. Còn cảnh giới của súc sinh là con súc sinh đạo. Súc sinh đạo là xuất sinh là tất cả những côn trùng, từ con mũi, con mòng, bò bay, mấy cửa, tới con cá, con trâu, con bò, con heo, con đủ thứ. Những cái việc này thì kia thuộc cái cảnh giới của xuất sinh. Nó con đường xuất sinh. Mà con đường này thứ nhất là con đường không chịu học. Xuất sinh được gọi là không chịu học, không chịu nghiên cứu, lì lợm, nói gì cũng nghe. Cãi vướng, cãi càng là việc này, việc kia nó thuộc vào con đường xuất sinh, không chịu học, mà lì lợm, làm biến, làm nhát, làm những cái điều nó không tốt. Tạo những cái nhiều cái hướng đi mà đã đi vào con đường súc sanh đạo. Và con đường đó, bây giờ nên nói là con tất cả những đường đó được gọi là cái chữ đạo, thì có thể mình hiểu đạo là con đường, là lối đi lên bậc thánh, hay lối đi vào phần phu, hay lối đi vào những cảnh giới khổ đau của điều này. Thì cái chữ đầu tiên nó gọi là chữ đạo, đạo là con đường. Đạo thứ hai mà ta dễ hiểu của thế gian nữa đó là đạo là bổn phận. Bổn phận con cái đó, cha mẹ, bổn phận là học trò đối với thầy, bổn phận vợ chồng, bổn phận thì đứa thứ kia. Đạo cũng có nghĩa là chữ đạo. Đạo là bổn phận, là ý nghĩa thứ hai. Như người ta thường dùng chữ đạo như đạo vua tôi này, đạo thầy trò này, đạo vợ chồng này, vân vân. Phàm là bổn phận á, thì thường chịu ảnh hưởng của phong tục hay tập quán. Phong tục tập quán của nước này không giống của nước kia. Vì vậy chữ đạo là bổn phận cũng chưa đúng với chữ đạo mà đạo Phật muốn nói. Nó khác lắm. Người ta quy định á, mình đi nó khác đó, tại nó chẳng hạn nhiều khi mình đi đâm chết đâm ma rồi không, các tăng nhân sinh có bao đi đâm chết đâm ma không? Nhiều người thì tự nhiên đỡ quan tài, có nhiều người đỡ ngang, đỡ quan tài cho đi ngang, có người thì đỡ quay cái trong ra bên ngoài, có người thì người theo cái tục phong tục tập quán là đỡ đưa cái đầu ra ngoài, có người đỡ đâu chân ra ngoài, không giống ai, cho nên mỗi người họ phong tục họ quy định riêng, mình không nói đúng sai được. Anh chỉ đi cũng vậy, chẳng hạn như mà bên một vài nước, như thậm chí như nước Anh nè, hay là nước Thái Lan, hay là nước Ấn Độ, người ta quy định là đi bên trái đường, anh đi bên phải đường là tông chết, là anh phạm luật. Còn những cái quốc gia như Việt Nam, rồi những một vài nước thì nó quy định đi bên phải đường, mà đi bên trái đường là tông chết. Nó quy định tất cả quy định. Nên tất cả vấn đề mà nói đúng sai hơn thua là mình đứng trên cái phạm trù. Nên cuối cùng Phật giáo mình dạy tụng đúng thứ kinh điển. Hôm nay mình tụng kinh Địa Tạng, rồi hôm sau mình tụng kinh Di Đà, rồi sau mình tụng kinh Diệu Pháp Lương Hoa, kinh Pháp Hoa, mình tụng kinh Pháp Cú, tụng kinh Núi, rồi kinh. Và thông thường ở trong Phật giáo mình thường có một cái bản kinh Tâm Kinh Bát Nhã. Sắc tức thị, không không tức thị, sắc thọ tự hành thức diệt như thị. Tổng kết bố khuyết Tâm Kinh Bát Nhã. Thì cái đó gọi là con đạo là con đường, đạo là bổn phận. Thì cái đó cái ý nghĩa thấp nhất của cuộc sống, chưa phải là đề cập ở trong cái đạo Phật. Đạo Phật thứ ba, đạo đó là gì? Đạo là lý tánh tuyệt đối, đó là bản thể. Lìa tất cả những cái nói năng không thể nghĩ bàn. Nên Lão Tử ở trên thế giới trong cái thời Đức Phật là cách đây khoảng chừng là 2600 năm về trước, thì trong cái thời đó xuất hiện rất là nhiều thánh nhân. Đức Phật này, Khổng Tử này, Lão Tử, những người đó gần như mà những ngày đó những bậc thánh nhân cùng một tuổi,
cũng xuất hiện khoảng chừng là cách đây 2.500 năm về trước. Lão Tử cũng vậy, Khổng Tử cũng vậy, xuất hiện ở bên phương Tây, các cũng có nhiều cái vị thánh nhân xuất hiện. Trước kia còn những cái đạo giáo mà họ lớn thì cũng có xuất hiện. Chúa Giêsu thì xuất hiện vào cách đây 2.000 năm thôi. Còn trước kia những cái mà thiên sứ, thiên khải đồ nữa của các cái vị mà Mô-xê đồ trong các cái do Thái giáo mà xuất hiện sớm nữa. Và những như thánh Mohammed rồi xuất hiện khoảng chừng thế kỷ cách đây khoảng chừng là khoảng chừng hơn 1.500 năm thôi. Sau Đức Phật khoảng 1.000 năm, sau Chúa Giêsu khoảng chừng 500 năm. Và các vị đó cũng đưa ra những cái đạo của họ. Ngài Lão Tử ở trong đây cũng có trích, họ thưởng thức thì họ có trích. Ngài Lão Tử mà nói rằng: đạo khả đạo, phi thường đạo; danh khả danh, phi thường danh. Đạo mà có thể nói ra được thì có thể nó chưa là đạo. Đó là con đường hay đạo là bán thế đạo về trong là cái chuyện đạo đó là cái đạo bình thường với nhau. Nếu mà đạo mà nói ra được thì đó không phải thực sự rất là đạo mà trong Đức Phật muốn dạy hay là thánh nhân muốn dạy muốn chỉ. Đạo mà nói ra được thì không phải là đạo. Danh khả danh, phi thường danh; đạo khả đạo, phi thường đạo. Đó là những cái câu mà nổi tiếng xưa nay của các bậc thánh thường dạy. Khổng Tử: ngày xưa có một người hỏi một vị tổ sư là đạo là gì? Thì ngài tổ sư đã mới đáp rằng: trước Phật Oai Âm Vương không có tên Phật và chúng sanh, lúc ấy chính là đạo. Và cũng ngài trả lời cho tôi, mình cũng hiểu nói được. Nhưng mà cái là không hiểu nói đâu mới là đạo. Cái là mình hiểu dễ thì cái đó cũng không phải là đạo. Nên gọi là đạo phải là khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh là phi thường danh. Cái triết lý của Lão Tử, đạo dạ đạo lão. Còn của Khổng Tử là những cái đạo triều quốc kia, nó luôn thường đạo lý. Đạo là quân tử, thần tử, thần bất tử, bất trung. Ngày cái đạo của Khổng Tử là chuyên về đạo triều quốc. Còn Lão Tử là ngày chuyên về đạo vô vi, tu tiên, tu thánh. Cho nên cái chữ đạo ở trong nhà Phật là chính là đồng với cái nghĩa của bản thể của vũ trụ. Đó là mình học về cái chữ là chữ đạo. Bài đạo Phật là trước mắt là chúng ta nói về cái chữ đạo. Và thứ hai là chúng ta nói về cái chữ Phật. Chữ Phật. Phật là gì? Và chữ Phật thì các đang sinh cho chúng ta phần lớn thì ai cũng biết phải không? Chúng ta nắm, chúng ta hỏi là đạo là gì? Ít nhất là từ hôm nay là các đang sinh cũng phải biết. Đạo thì có ba cái nghĩa nhất. Đạo là bổn phận, là đạo là con đường. Thứ ba mới là đạo là lý tánh tuyệt đối, là những đề cập ở trong cái vấn đề của đạo. Hai là chữ Phật. Hiện nay thì có nhiều người cũng rất là giỏi trên net, trước thời cũng có tham gia, có thêm cái mấy clip.